Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đôi dài trận tác giả Trần Đức Thưởng Không nhớ lên phòng tiếp liệu căn cứ không quân lãnh nó năm nào Tôi rất trân quý nó Nó bảo vệ đôi chân tôi suốt mấy năm chinh chiến Đôi dài trận 43 năm qua đi Có lẽ duy nhất kỷ niệm thời chiến tranh bảo vệ miền Nam Theo tôi tới bây giờ là đôi giày nó theo tôi những ngày khói lửa của quê hương Những lúc sinh tử Những lúc thật hạnh phúc Nó vẫn bên tôi Năm 1975 Đôi dài theo tôi Khi trực thăng đáp trên hàng không mẫu hạ Midway Khoảng 9 giờ 30 sáng Hôm 30 tháng 4 năm 1975 Lúc Hải quân Mỹ Đưa chúng tôi lên su bích bay của phi luật tân cái áo bay liền quần bị tịch thu tại đây. Đôi giày dẫn theo tôi vào nước Mỹ. Niềm hạnh phúc của tôi khi được nhận vào bay cho hãng Petroleum Helicopter Incorporation. Lần cuối sử dụng đôi giày này là hôm tôi được phỏng vấn việc làm và bay thử khả năng trên chiếc trực thăng Bell 206L tại Lafayette, Louisiana. Đôi giày này tôi vẫn giữ cho tới hôm nay. Sở dĩ tôi đi đôi giày này bay chách rai, vì đôi giày này đã quá quen thuộc với tôi trên hai bế đồ trực thăng. Nó tạo niềm tự tin. Quả đúng thế, tôi được nhận vào hãng, làm việc suốt 35 năm cho tới khi về hưu. Nó có mặt trong những phút sinh tử của tôi trong thời chiến. Quốc lộ 4 nối Mỹ Tho và Cai Lậy, con đường trong thật hiền hòa ngay cả những năm cao điểm chiến tranh trước năm 1975. Hai bên quốc lộ 4 nhà cửa sang sát, cách quốc lộ 10 cây số phía bắc là khu rừng tràm bát ngát, nối dài tận dùng mỏ dẹt. Đây là đường xâm nhập của các sư đoàn Bắc Việt từ Cao Miên vào dùng đồng bằng Cửu Long. Dùng này nổi tiếng với quả tiễn tầm nhiệt Sam 7. Một số trực thăng bị bắn rơi trong dùng. Phía nam quốc lộ 4 nối liền dòng Tiền Giang. Dụng đất không rộng lắm, giới hạn bởi dòng Tiền Giang. Nơi đây có những tiểu đoàn của mặt trận giải phóng miền Nam. Hầu như địch kiểm soát ngoài, trừ các đồn của quốc gia. Khoảng năm 1973, đơn vị tôi, phi đoàn 225, sau khi làm việc với sư đoàn 7 trong ngày vừa xong, một hợp đoàn trực thăng khoảng 10 chiếc, gồm 6 chiếc chuyên chở quân, ba chiếc trực thăng võ trang bảo vệ và hộ tống, một chiếc chỉ huy, trên đường về lại căn cứ Sóc Trăng, anh em trong đơn vị rủ nhau qua từng số riêng đùa vui, sau một ngày làm việc căng thẳng. Có người dặn qua đài quân đội nghe nhạc. Hồng Mã, Hồng Mã, đây đi. Hồng Mã là danh hiệu phi đoàn 225. Betty là danh hiệu phòng hành quân chiến cuộc sư đoàn 40 quân. Hồng Mã nghe bạn, 5 trên 5 Tôi chỉ huy hợp đoàn trực thăng Nghe bộ chỉ huy hành quân sư đoàn gọi Là biết có chuyện phải làm thêm Trước khi về căn cứ Anh em trong đoàn bay đang bù khú Vội bật tiếng lắng nghe Xem lệnh phải làm gì Hồng Mã đây biết đi Lệnh tướng Vĩnh Nghi Tư lệnh quân khu 4 Bạn điều động một trực thăng Vào đồn phía nam cai lậy Tọa độ 123456 liên lạc với quân bạn khi đáp xuống bãi đáp của chi khu tôi nói anh em trong đơn vị hãy standby trên trời trực thăng vừa đáp trên xe jeep của trung tá long quận trưởng cai lậy bước xuống với tấm bản đồ hành quân bọc plastic. Chẳng chịch các dấu viết mở xanh đỏ khoanh vùng giữa ta và địch đồn bị dây cả tuần rồi chúng tôi cần mang thương binh ra ngoài để nâng cao tinh thần anh em trong đồn những cánh quân giải dây đều bị chặn đứng Ngay cả M113 Thưa Trung tá Địch cách xa hàng rào bao nhiêu mét? Khoảng 50 mét Sau khi nghe thuyết trình của Trung tá Long Tôi thấy chuyện này không đơn giản Cất cánh lên với Trung tá Long Ông mang theo khẩu súng máy nòng ngắn Giống như Uzi của Do Thái Tôi biết xuống đồn chắc chắn là bị rơi Thiết giáp không vào được Mà bắt trực thăng vào nghĩ thầm trong bụng thiệt là không có chó bắt mèo ăn cứt lóe lên ý nghĩ tôi sẽ xuống đồn nếu bị bắn nhiều tôi sẽ bay lên cùng trung tá long như thế sẽ dễ dàng từ chối phi vụ tôi cũng không muốn cắt một chiếc trực thăng xuống đồn vào chắc chắn sẽ bị bắn rơi qua vô tuyến tôi nói với ý định muốn xuống đón thương binh với trung tá long nếu ông từ chối tôi sẽ dễ dàng từ chối phi vụ nhưng ông gật đầu đồng ý Tưởng ông nói không Nhưng ông nói yes Có lẽ vì tướng Vĩnh Nghi trên dùng Tôi điều động ba chiếc trực thăng võ trang Bắn chung quanh hàng rào kẽm gai Chung quanh đồn Trên cao độ 2.000 bộ Cái đồn bé nhỏ phía dưới bụng Từ trên cao không thấy dấu hiệu chiến tranh Trên tần số FM Tôi nói dưới đồn cho tôi trái khói Đồng thời cho ba chiếc trực thăng võ trang biết tôi chuẩn bị xuống đồn Hai hạ sĩ quan phía sau Tiền già cơ phi ngồi ghế phải Phước giỏ xạ thủ ngồi ghế trái Qua tiêu phó là trung quý ngô vĩnh diễn người qua Anh nói tiếng Việt với phát âm lơ lớ của người qua Phước giỏ Phút cuối anh đổi vị trí ngồi cho anh tiền già Phước ngồi bên phải phía sau tôi Phước nghĩ anh sử dụng khẩu đại liên thiện nghệ hơn vì anh hay đi bay với trực thăng võ trang cho tôi thêm trái khói tôi ra lệnh cho đồn vừa nói trên tần số fm tôi cắt ga lao nhanh xuống đồn theo sát con kinh bên cạnh đồn trên cao vẫn bình yên không khí nặng nề không tiếng súng không một ai xen vào radio cách đồn khoảng 100 trăm mét tôi flare ngược phi cơ để giảm tốc độ không thấy thương binh trong đồn con tàu được chào đón bằng những tiếng súng nổ chát chúa chung quanh hàng rào. Trời lúc này xâm xẩm tối, những tia lửa phát ra từ những nòng súng của địch sát bên hàng rào. Tôi nghĩ không dưới 15 khẩu súng lớn nhỏ. Tiếng phước phía sau hét lên, con tàu bị trúng đạn khắp thân, giống như con thú bị thương, tàu rung lên vì trúng đạn. Chết tôi rồi, chết tôi rồi đại quý thưởng. Máu từ cánh tay anh bắn ra tung tóe, dính đầy khung kính phía trước con tàu. Phản ứng theo kinh nghiệm, tôi đạp bế đồ trái. Chuối mũi tàu hoặc gắt sang trái, theo truyền kinh, bay ra phía bắc sát mặt nước về phía quốc lộ 4. Phước dẫn hét lên trên radio. Tôi phải hét lên, im lặng. Mê đê, mê đê, mê đê. Qua tiêu phó Ngô Vĩnh Diễn nói trên radio. Tôi điều khiển con tàu với các đèn khao sành lai, qua in lai, audio, réo gian trong mũ bay mà nghĩ sẽ rơi trên đường ra quốc lộ. Cuối cùng, con tàu đáp an toàn tại Helibat bên cạnh quốc lộ. Thả Trung Quý Long xuống, tắt máy tại bãi đáp, một chiếc trực thăng trong đoàn do ánh trong hộp đoàn đáp xuống. Máy bay của tôi bị bắn trên dưới 30 lỗ vào thân tàu. Trong đó, Phước Võ bị viên 12 ly 7 vào khủy tai. Dùng phi cơ của ánh, tôi bay về hồ nước ngọt Mỹ Tho. Xe cứu thương đưa Phước vào bệnh viện, theo vào bệnh viện, nói với bác sĩ Trực cố gắng không cưa tay. Bác sĩ Trực nói, khủy tai bị dở động mạch, nơi đây không có đủ phương tiện, phải đưa về bệnh viện Cộng Hòa ở Sài Gòn. Ngược ra phi cơ, tôi bay đêm về Sài Gòn với Phước Võ trực thăng đưa phước về bệnh viện cộng hòa tôi nói dối bác sĩ trực hôm đó phước là phi công xin bác sĩ cố gắng giữ cánh tay hộ cất cánh khỏi bệnh viện cộng hòa bay đêm trở về sóc trăng lòng tôi nặng trĩu thương cho phước giỏ tôi trót nói dối vì bác sĩ quân y nơi đây phước là sĩ quan xin cố gắng giữ lại cánh tay ngô vĩnh diễn người phi công phụ ra đi như tên anh vĩnh viễn vài tháng sau đó anh hy sinh trong phi vụ cũng gần nơi anh chết hụt tôi không nghe tin tức của anh phước giỏ sau khi xuất viện giải ngũ thời gian trôi nhanh đã bốn mươi mấy năm bình an nơi xứ người nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn nhớ thương anh những thanh niên miền nam lớn lên trong lửa đạn liên lạc được một số anh em trong đơn vị bị kẹt lại nhờ họ tìm xem anh còn hay mất. Sau mấy năm tôi liên lạc được, anh Phước giỏ chạy xe lôi tại Hóc Môn. Sau lần nói chuyện qua phone, trung gian qua anh Tiền Già, tôi vận động được nhà văn Nguyên Dung, anh Đức Tê, em trai tôi gửi về anh Phước Một 000 US, anh Tiền Già 200 US. Đây là món quà nhỏ cho các anh biết, chúng tôi không quên các anh. Trần Đức Thưởng